Chiến lược tiếp theo uh, trong cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải Bollinger này đấy chính là cái việc kết hợp với cả đường RSI. Thì như anh em cũng đã biết rồi, RSI là một cái chỉ báo sức mạnh tương đối, nó báo cho chúng ta là cái giá của cái đồng coin đấy, của cái con chứng khoán đấy nó đang ở vùng quá mua hay quá bán. Uh, mình xin lại nói tiếp là quá mua là gì? Quá mua là khi nào giá đã được mua quá nhiều rồi và nó đang bắt đầu có xu hướng đi xuống và quá bán là cũng thế là ngược lại giá đã được bán quá nhiều rồi, quá rồi. Và có khả năng là đảo chiều đi lên Đấy. Thế thì chúng ta kết hợp với cả RSI với cả Bollinger Band thì như thế nào? Thì đầu tiên thì mình xin nói là cái RSI thì nó cũng có cái đường đi Cũng khá là tương đối giống với đường giá Tuy nhiên này nó chỉ từ 0 đến 100 mà thôi Đấy. Thì anh em có thể kết hợp với cả RSI với cả Bollinger Band là như thế này Đấy. Thứ nhất là chúng ta dùng nó để xác định đỉnh và đáy Đầu tiên nhé, mình ví dụ như ở đây Mình ví dụ như trong cái vùng này Đây nhé Thứ nhất là chúng ta có thể thấy là RSI đi xuống. Ở đây có sự phân kỳ này, đây nhá. Đây chúng ta có thể thấy có sự phân kỳ ở đây này. Đây nhá. Giá vẫn đang đi lên đúng không ạ? Nhưng RSI lại đi xuống, hai cái đỉnh này đi xuống, giá vẫn đang đi lên. Thì ở đây chúng ta ngay ngay cái thời điểm này Đấy, chúng ta có thể kết luận được một điều là có dấu hiệu của việc đảo chiều của giá nhé có dấu hiệu mình sẽ nhắc lại nhé có dấu hiệu thôi chứ không phải là chắc chắn 100% mà là có dấu hiệu thôi có dấu hiệu của sự đảo chiều của giá đấy là cái đầu tiên đấy, đầu tiên là căn cứ vào đó đi tiếp theo nữa đấy, tiếp theo nữa là chúng ta có thể thấy này giải Band đã thu hẹp lại đến cái thời điểm này này đây ít nhất là đến cái thời điểm này giải Band đã thu hẹp lại đấy, thì chúng ta lại có thêm một yếu tố nữa đó là giá đảo chiều rất là cao thay vì có một yếu tố đây chúng ta đã có hai yếu tố rồi Ừ, tiếp tục chúng ta chờ đợi này, ok giá giật xuống một phát, à thì bây giờ bây giờ nếu mà để xác định một cái xuống đi xuống thì là cần chúng ta cần phải một cái yếu tố là giá sẽ đi nằm dưới cái vùng nằm ở cái vùng dưới đúng không? đấy, thì chúng ta chờ thêm một ngày nữa, đây sau 6 cái nến 4 h chẳng hạn, đây giá bắt đầu lại có xuống cắt qua, đấy, ok thì đến thời điểm này, nhá, giá vẫn chưa xuống nhiều nhưng rồi đi xuống rất là mạnh, đấy, xuống rất mạnh thì chúng ta lại kết luận thêm được à khả năng là giá đảo chiều đi xuống là rất là cao rồi đến đây thì các bạn có thể cân nhắc vào lệnh đấy đấy chính là cái việc chúng ta kết hợp lên RSI để mình ví dụ như thế bởi vì sao bởi vì là hai chỉ báo kết hợp với nhau thì dù sao nó cũng có cái độ tin cậy cao hơn một chỉ báo đấy, đấy là điều chắc chắn đấy anh em có thể kết hợp thêm RSI bằng những kiến thức của mình kinh nghiệm của mình anh em kết hợp thêm RSI với cả ma với cả Band anh em có thể hoàn toàn xác định được là là khi nào giá đảo chiều khá là đơn giản thôi, khá là đơn giản thôi nhá. Tuy nhiên thì thị trường thì luôn luôn khốc liệt, thị trường coi thì luôn luôn khốc liệt rồi. Chúng ta ngoài việc chúng ta chiến đấu với cả những người chơi thì chúng ta cần phải chiến đấu với sàn nữa. Đấy, cho nên anh em luôn luôn phải cân nhắc cái vấn đề vốn và sử dụng các chỉ báo. Một cái chiến lược cuối cùng, chính là chính là chiến lược Bollinger Band phá vỡ. Đầu tiên mình tắt mấy cái chỉ báo đi nhé. Tắt mấy cái chỉ báo rồi đi. À, chiến lược bollinger phá vỡ ấy, là cái chiến lược à, à, nói chung là như thế này này à, anh em chắc hẳn là đã biết đến cái cái đường hỗ trợ kháng cự rồi đúng không ạ mình cũng đã có video nói vấn đề này, này thì khi cái đường hỗ trợ kháng cự nó có một đặc điểm là khi mà giá tiến đến cái đường hỗ trợ kháng cự thì nó sẽ quay chiều đảo chiều theo cái thói quen của nó nó sẽ đập vào và nó đảo chiều thì à, thường là như thế thì, tuy nhiên thì anh em có thể biết rồi breakout nó có cái cụm từ breakout ấy là khi mà giá nó phá vỡ qua cái đường hỗ trợ kháng cự đấy Thì nó cũng sẽ đi theo một xu hướng mới đấy, Nó phá vỡ nó không còn là hỗ trợ kháng cự nữa Bắn qua gọi là thủng qua đấy. Thì cái chiến lược uh, Bollinger Band phá vỡ nó cũng tương tự như vậy Nó cũng tương tự như vậy Thì ở đây uh, nó có hai trường tình huống như sau này Thứ nhất là khi giải Bollinger Band nó đi ngang đây, Trong cái ví dụ này anh em có thể thấy này Giải Bollinger Band nó đi ngang thì cái giải vô này hiện trong cái thời gian này nó đang đóng vai trò là một đường hỗ trợ và kháng cự rất là lớn cái giải trên và giải dưới đây nhá cái thời gian này nó phải rơi vào tầm một tuần đấy nhá một tuần đấy các bạn đây nếu mà tính từ đây nó rơi vào một tuần tức là một tuần liền giá không thể đi qua nổi hai cái vùng upper và lower này giải trên và giải dưới này đấy một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần sáu lần bảy lần tức là giá mất bảy lần để chạm đến cái vùng, vùng vùng uh, giải trên và giải dưới nhưng lại quay chiều đấy nhá. Chúng ta có thể thấy này, đây. Nhưng khi giá có dấu hiệu phá vỡ, phá vỡ là gì? phá vỡ là khi mà uh, đây này, chúng ta có thể thấy này, khi mà giá xuống đến đây, nó thắt cổ chai lại, đấy. Thắt cổ chai này là cái gì? Đó là cái dấu hiệu báo hiệu một cái điều là giá đang đi vào cái vùng tích lũy. Thế nhưng mà anh em đừng nghĩ là khi mà nó thắt cổ chai lại như thế này là có nghĩa là giá gọi là là, là, nó không không biến động nữa nhá, không có người giao dịch nữa nhá. không phải đâu. Khi mà giá thắt cổ chai như thế này, nó đang báo hiệu cho chúng ta một điều là nó chuẩn bị băm, nó chuẩn bị bay hoặc là xuống cực kỳ mạnh ấy. Chứ không phải là cứ khi nào mà thắt cổ chai này là giá đi ngang gọi là đầy tí đâu nhá, không phải đâu. Đây này, một cái dấu hiệu chuẩn bị có biến động cực kỳ mạnh, Đấy, nó thắt đột ngột ở đây nhá. Đấy một cái dấu hiệu chuẩn bị các ngọt này và sau đấy nó mất khoảng tầm vài nến để nó bắt đầu phá vỡ cái nút thắt cổ chai này, đấy, nó lên một cái nến xanh, hai cái nến xanh, một cái nến đỏ sáng một chút, tiếp tục là hai ba cái nến xanh liền, thứ nhất là nó phá vỡ cái khe cổ hẹp này, đấy thứ nhất nhé, cái thứ hai nữa là bắt đầu cái đường Bollinger band này nó mở rộng ra, nhá, nó bắt đầu cái đường Bollinger band này nó mở rộng ra rồi, đấy nó mở rộng ra rồi, thì nó tiếp tục báo hiệu cho chúng ta là giá đang chuẩn bị có một cái xu hướng mới giá đang chuẩn bị có một cái đường xu hướng mới. Thì nếu như bạn nào liều, ngay ở đây các bạn có thể thực hiện một lệnh non được rồi. Sau cái nến này, một cái nến rất là to và cứng, Đấy, dâu nến rất là ngắn, một cái nến rất to, cứng, dài, đâm xuyên thủng qua cả cái giải bollinger band và thậm chí, nhá thậm chí là nến được đóng cũng qua luôn, Đấy, cũng qua luôn. Đến đây vẫn qua, đến đây vẫn qua. Đây này, thì nếu như bạn nào liều thì ngay tại cái nến này đấy, bạn đấy là hoàn toàn có thể là thực hiện một lệnh long được rồi thì đấy là cái chiến lược về polyben giải polyben phá vỡ Và break out thì tương tự như thế tương tự như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ được ví dụ như này ví dụ như khi mà giá tiến đến giải polyben nhưng nó không đóng được nến qua đấy nhá mình xin nhắc lại giá mà tiến đến giải polyben ở trên hoặc ở dưới nhưng mà nến không đóng được qua là một cái thứ hai nữa là nó chỉ có duy nhất một nến thôi mà tất cả tiếp theo nữa là những nến khác không thể qua được thì chúng ta cũng không thể kết luận được là giá có xu hướng nhưng nến đóng qua liên tiếp đấy, và giải bollinger band mở rộng ra giải bollinger band mở rộng ra thì chúng ta có thể xác định được là giá đang bắt đầu có xu hướng giá đang bắt đầu có xu hướng và cái chiến lược này thì thường là đấy, giá bắt đầu mở rộng thì chúng ta thực hiện lệnh ví dụ như trong trường hợp này giá bắt đầu mở rộng ở đây thì chúng ta có thể thực hiện đánh long và khi mà giá bắt đầu thu hẹp cái đường giải polygon bắt đầu thu hẹp lại thì chúng ta bắt đầu đóng lệnh thì uh, nếu như bạn nào thực hiện đúng như thế thì chúng ta có thể lãi được một cái khoảng này hai cái nến này à, hai cái nến này ở đây nhé 1,61 phần trăm và 1,59 phần trăm của Bitcoin nếu mà future lên này là mấy chục phần trăm rồi mấy chục phần trăm vốn rồi Đấy. nhưng mà để phản biện cho cái tình huống này để phản biện cho cái tình huống này thì mình sẽ đưa ra một số những cái tình huống sau này thứ nhất đấy là khi nào mà nó phá vỡ, đấy khi nào mà nó phá vỡ thì mình xin nhắc lại là à, định nghĩa về phá vỡ ấy. thì ít nhất anh em có thể đấy ít nhất thì nó phải đóng được cái nến to và cứng, dâu ngắn đi qua hai nữa là giải bull phải mở rộng ra đấy. thì càng nhiều nến thì anh em càng càng chắc chắn. Thế nhưng mà nếu như anh em chờ nhiều nến quá đây nhá ví dụ như chờ hết hai cái ba cái nến này thì thì lúc này long trả lãi được bao nhiêu cả? Đấy, long trả lãi được bao nhiêu cả đấy thì có một cái lưu ý nào không thì mình xin trả lời là mình xin trả lời là như này anh em có thể quay trở lại những cái lịch sử trước của này. mình ví dụ như này nhé giá đóng xuống đến cũng đóng qua một tí nhé đến đóng qua một tí đấy nhưng mà giá lại quay đầu lên đây đến đóng qua một tí nhưng giá lại quay đầu lên đấy. đến đóng qua nhưng giá lại quay đầu lên đến đây nến thì không đóng qua được rồi trường hợp này nến không đóng qua được đúng không ạ chỉ có dâu nến qua thôi Đấy, thì cũng chưa qua được Đấy. đây tiếp tục đến uh, vào cái trường hợp mà uh, trường hợp này đi Đấy, giá đang nằm trong xu hướng lên rất là lâu thì đây này các bạn có thể nhìn thấy này, một cái xu hướng lâu và dài như thế này thì như gì một đến hai đến ba đến thậm chí đến còn vượt hẳn qua cả cái thân đến vượt hẳn qua Đấy. thì nó mới xác định chắc chắn cho chúng ta một cái xu hướng cụ thể hơn mạnh mẽ hơn Thế còn những trường hợp này đấy, Chỉ có dâu qua thôi đấy, Hoặc chỉ có một nến qua thôi đấy, Mà nến này nến đảo chiều Ví dụ nhá cái nến tiếp theo này này Là một cái nến đỏ Thì chắc chắn cái giải bô này bắt đầu nó trúc xuống rồi đấy, Cái đường má bắt đầu nó trúc xuống rồi Nhưng đây lại là một cái nến xanh đấy, Giá ngay lập tức gọi là quay quay lại trong nằm giữa cái vùng nằm trong cái giải băng này thì chúng ta không đủ tin tưởng được chúng ta có thể chờ thêm một nến hai nến đừng đừng sợ bị muộn đừng sợ bị muộn ở à, đây nhá. trong một cái giải cực kỳ mạnh mẽ này thì chúng ta có thể thấy có những cái nến nó còn nằm trận nằm ngoài hẳn cái dùng này cơ đấy nó mới xác định cho chúng ta một cái xu hướng tăng mạnh được ở đây nhá ở đây có một nến này nến này nến này, nến này nó nằm ngoài hẳn cái vùng đấy cơ đấy cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn vào cái đường MA này, này. chúng ta nhìn vào cái đường MA này ví dụ như đường MA nó trích lên như thế này đấy nó đang đang đi ngang nhá nó quay đầu lên như thế này thì chúng ta mới thấy rõ ràng là đang đang có một cái xu hướng như thế vì đường mà a nó làm mượt giá mà đấy thì chúng ta có thêm căn cứ để xác định được một cái xu hướng lên thế nhưng mà ví dụ như ở cái khoảng này ở cái khoảng này nhé Đây đường mà a nó cứ gấp lên gấp xuống gấp lên gấp xuống này thì nó đã có xu hướng rõ ràng đâu đấy, mà cái giải Bollinger Band đây nó lại, đang từ cái phần này nó lại thu hẹp lại đấy, nó đang từ cái phần này nó thu hẹp lại là có nghĩa là giá thị trường đang đi ngang thì cái chiến lược ở vùng này ấy, chiến lược ở vùng này tốt nhất là cái chiến lược mà chúng ta xác định Ờ, hỗ trợ kháng cự bằng cái giải này đấy, đánh ngược đấy, giá chạm vào cái giải này quay đầu đấy còn khi khi mà chúng ta đã chiến lược cái này, cái cái vùng này, này chúng ta đã sử dụng chiến lược này rồi mà chúng ta bắt đầu thấy là cái giải bollinger band này cứ mở rộng ra thì chúng ta dừng để chúng ta xác định lại cái bài khác đây nhá nó có hai tình huống này à, đây thứ nhất là cái vùng này cái vùng này là giá bắt đầu cũng thắt cổ chai ở đây đúng không ạ đây cái chỗ này này giá hơi thắt cổ chai một chút cổ chai này không bé bằng cổ chai này. Đây, giá hơi thắt thay một chút và nó bắt đầu đến đây nó mở rộng ra một tí. Thì chúng ta dừng, chúng ta dừng ngay cái chiến thuật là là dùng cái giải Bollinger Band này làm hỗ trợ kháng cự, dừng lại để chúng ta xác định lại xu hướng. Đấy, đến đây giá vẫn đang gọi là bám theo cái đường Bollinger Band này một chút nhưng không đóng được qua, không break out được qua. Đấy. Thì chúng ta cũng lên dừng lại. Bởi vì nó chưa đủ lực để mạnh để có thể xác định một cái xu hướng đi lên ở đây được và tất nhiên rồi ngay lập tức thì nó bị bị xả, xả nhẹ 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 nhưng khi đến đây đấy nó liên tiếp là nhiều cái nến đóng qua luôn cả cái 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 giải giải trên này thì lúc đấy chúng ta mới có nhiều căn cứ hơn để chúng ta xác định được là giá đang có xuống đi lên đấy thì uh, cụ thể là về cái đấy thì uh, kinh nghiệm của mình khi phân tích kỹ thuật ấy là ngoài cái việc mà chúng ta nghe hướng dẫn chúng ta nghe kinh nghiệm truyền từ người khác thì chúng ta cũng phải tự bản thân chúng ta mình ví dụ như thế này nhé mình ví dụ như khi mình sử dụng đường macd hoặc mình ví dụ như mình sử dụng đường bollinger thì mình sẽ sử dụng nó vài ngày và trong cái ngày đấy mình chỉ sử dụng cái đường đấy thôi để mình nhìn mình ngắm xem nó ra những cái đặc điểm gì giai đoạn gì nó có một đặc điểm gì nó như thế nào đấy tự mình tự bản thân các bạn có thể rút ra được những cái kinh nghiệm đấy rút ra được những điều đấy thì nó mới thấm đấy thì các bạn phải xem lại xem lại cái đồ thị xem lại cái lịch sử của nó đây mình ví dụ như trên cái chỉ một đoạn ngắn của cái đồ thị là như này thôi chúng ta có thể thấy được rất là nhiều vấn đề Đấy. khi nào thì nó sai quay khi nào thì thắt cổ chai khi nào thì dùng chiến lược uh, mua thấp bán cao khi nào thì dùng chiến lược đảo chiều khi nào dùng chiến lược ấy thì chúng ta đều hoàn toàn có thể áp định đây rồi và nếu như các bạn tuân thủ 100 phần nhé chốt lời vừa phải đừng gồng lỗ thì chắc chắn là chúng ta cái việc chúng ta kiếm được một chút lợi nhuận đấy, thì cũng không phải là vấn đề khó khó thì, uh, hiện tại thì taxi coin đang phát triển về cái việc chúng ta là sử dụng bot bot uh, bot là gì thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn riêng về cụ thể về việc bot thế nhưng hiện tại thì taxi coi đang phát triển những con bot những con bot này thì nó sẽ dùng những cái chỉ báo này dùng tất cả những cái chỉ báo mà chúng ta có qua đấy thì nó sẽ xác định cho chúng ta là bằng cái việc mà chúng ta gắn những số hóa vào gắn những số liệu vào thì uh, máy nó sẽ báo cho chúng ta là à con này đang có xu hướng đi lên à con này đang có xu hướng đi xuống hay à con này đang có tục biến động mạnh để con này đang có biến động cực kỳ mạnh chẳng hạn đấy máy nó sẽ báo cho chúng ta như thế và chúng ta hoàn toàn có thể là uh, thực hiện lệnh hoặc là chúng ta cũng nhờ cho máy cho bot nó cũng vào lệnh luôn cho chúng ta chẳng hạn đấy. thì có một cái điểm hay của bot uh, bot khi mà sử dụng chỉ báo kỹ thuật đấy chính là nó sẽ tìm cho chúng ta hàng trăm con hàng trăm con trên sàn những con nào đáp ứng được các chỉ báo kỹ thuật thì nó sẽ báo, chứ không phải chúng ta nhìn cơm, nhìn một hai con bằng cơm được. Ok thì uh, uh, kết thúc video tại đây. Thì mình hy vọng là anh em lại có thêm một uh, kiến thức về phân tích kỹ thuật để có thể sử dụng trong cái việc chơi tốt hơn. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.